À, nghe rõ. Dạ, em quên thì không. À, rồi, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về cái bài giảm chiều dữ liệu Dimensionality Reduction. Trong cái R cơ bản thôi, thì hôm nay em đi cũng cơ bản, cũng có tí xíu công thức. Rồi. Thì hôm trước rồi, thì hôm trước á, em cũng có đi sơ qua về cái logistic regression so sánh với cái linear regression cơ bản tí xíu thôi. Rồi mình cũng có đi qua cái phần regression linear, linear regression rồi clustering. Hoàng tuần trước cũng có giới thiệu mình về cái giảm chiều dữ liệu bằng PCA, thì hôm nay em xin giới thiệu thêm về cái TSNE và UMAP. Thì TSNE và UMAP nói riêng và cái dimension reduction nói chung á, là một cái phương pháp giảm chiều dữ liệu, hay mình gọi tên khác á, là như thế này ha. Thì nó là thuộc cái những một cái phương pháp máy học, những cái phương pháp máy học mà không có hướng dẫn trước để làm việc với những cái data mà có cái chiều dữ liệu, có nhiều chiều dữ liệu, tức là hai dimension data. Thì đầu tiên mình phải đi vào cái định nghĩa của hai dimension data là gì. Thì bây giờ em có một cái bảng như thế này, ví dụ á, thì em mỗi một cái hàng á, là một bệnh nhân, thì vân vân vân, thì em sẽ có n bệnh nhân, tức là n cái quan sát. Còn mỗi cột của em sẽ là một cái biểu hiện gene, thì em sẽ có p cái biểu hiện gene, tức là p cái feature, hoặc hay mình gọi là cái biến á. Thì theo định nghĩa thì khi mà cái số lượng p lớn hơn rất nhiều so với n, tức là cái số lượng biến của mình lớn hơn rất nhiều so với số lượng quan sát, số lượng mẫu á, thì mình coi, tức là cái data, cái bảng của mình này, của mình á, thì cái hàng hàng thì ít mà cột thì nhiều, tức là nó sẽ dài, nó dàn trải sang bề chiều ngang nhiều hơn á, thì mình sẽ gọi cái đó là high dimensional data, tức là cái mình có nhiều biến, thì mỗi biến mình coi bằng một chiều dữ liệu á, thì mình sẽ cái đó coi như là một cái chiều dữ liệu, một cái data có nhiều chiều dữ liệu. Còn ngược lại, khi mà cái số lượng biến mà nó ít hơn rất nhiều so với cái số mẫu á, thì mình coi cái đó là cái low dimensional data. Rồi cái vấn đề á, do là hiện tại là khoa học phát triển, nhất là công nghệ thông tin, nên là cái việc thu thập thông tin và dữ liệu á, nó rất là dễ, nên là dễ hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Mà trong thời hiện đại thì mình lấy số cái nguồn dữ liệu á, thì ít, nhưng mà mỗi một người á, mình có thể lấy được rất nhiều thông tin, cho nên là cái data mà nhiều chiều á, nó sẽ phổ biến dần hơn vào thời điểm bây giờ, nên là nó, nhưng mà song song thì nó cũng có nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là mình sẽ khó visualize, mình sẽ khó trực quan hóa nó lên, tại vì nó có nhiều chiều quá. Và những cái phương pháp mà thống kê trước đây nó bắt đầu lỗi thời, tại vì trước đây người ta thịnh hành cái data mà ít chiều dữ liệu, nên là cái thống kê đưa ra, cái phương pháp đưa ra nó cũng cho những cái dữ liệu mà nó ít chiều, nên là nó sẽ bị lỗi thời. Ví dụ như là cái linear regression hôm trước em có giới thiệu mọi người á, thì cái hình ở giữa này là cái data mà nó có ít chiều dữ liệu, nó có, đúng rồi, nó có ít chiều dữ liệu, nhưng mà nó có nhiều sample, tức là nhiều mẫu, thì nó sẽ có nhiều điểm trên một cái scatter plot. Thì khi đó mình, khi mà mình vẽ một cái đường linear, simple linear regression á, thì nó sẽ mang cái ý nghĩa, nó áp dụng, nó có ý nghĩa áp dụng cao hơn. Còn nếu mà còn đó thời điểm hiện tại, khi mình chỉ có một biến và một một cái biến để mình coi so sánh với cái outcome á, thì do là ít cái sample quá, nên là cái điểm, cái số dữ liệu á, nó ít, thì như ví dụ như đây chỉ là hai thôi á, thì đương nhiên hai điểm thì sẽ tạo nên một đường thẳng. Thì tuy là mọi người thấy là nó cái đường thẳng này nó đi qua hai điểm, nó rất là đẹp so với cái bên ở giữa này, cái hình ở giữa, cái lót ở giữa này thì nó có nhiều cái phần dư hơn á, nhưng mà cái ý nghĩa áp dụng vào thực tiễn của cái hình bên phải này nó sẽ thấp hơn, tại vì nó mình không có đủ cái khả năng chứng minh. Vậy thì để giải quyết à, đây thì cái này là vấn đề, còn bên đây là cái vấn đề về cái visualize. Ở đây cũng là data trên cánh cục nào, mọi người thấy là em visualize hai chiều, hai cái chiều dữ liệu là body mass với cái độ dày cánh thôi, thì nó ra như thế này. Em còn muốn visualize thêm một biến nữa, thành ba biến đi, thì mình sẽ có ba chiều, thì nó ra cái hình như thế này. Tuy nhiên trong cái data này của mình nó là tới bốn cái biến lận. Thì bây giờ mình, nếu mà mình visualize thành một cái hình mà có bốn chiều thì này, thì đương nhiên là không thể rồi, tại vì thế giới quan của con người hiện, của thế giới hiện tại là chỉ là nằm ở không gian 3 chiều thôi, nên là 4 chiều thì mình đâu thể nào vẽ được, cho nên là mình sẽ đi tới cái cách
khác để mình giải quyết những cái vấn đề của cái data mà có nhiều nhiều dữ liệu. Thì thứ nhất, cái cách thứ nhất là mình là tha tuần trước em có giới thiệu, đó là về cái clustering, ví dụ như cái thuật toán k-means, hoặc là mình có thể dùng một cái mô hình tuyến tính, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái biến x hơn và một cái biến y. Cái variance này tức là cái biến y của mình, cái outcome của mình đó. Chẳng hạn như thuật toán multiple linear regression, hoặc là mình có thể sử dụng cái phương pháp là phạt, tức là trong cái điều hòa này, cái điều hòa cái này không, em không biết dịch tiếng Việt mà chắc khỏi dịch tiếng Việt. Ví dụ như thuật toán Lasso này, thì khi mà mình càng bỏ nhiều cái biến dữ liệu vào thì cái mô hình của mình nó sẽ càng nó càng fit hơn, nó càng hiểu cái máy học của nó hiểu nhiều hơn, thì nó sẽ đưa ra được cái mô hình nó sát với cái dữ liệu hơn, thì dẫn tới là bị overfitting, tức là mình dạy nó thì nó học rất là tốt, nhưng mà mình cho nó thi, tức là mình cho nó áp dụng vào thì nó không làm tốt được, thì do là nó bị overfit, nó bị quá nhiều biến, thì cái lasso này nó sẽ phạt cho từng cái biến đó để nó giảm cái số lượng biến xuống nhưng mà vẫn giữ được cái mức hiệu quả của cái mô hình. Còn cái thứ tư nữa là cái dimensionality reduction, tức là giảm chiều dữ liệu, mà hôm trước Hoàng có giới thiệu cái thuật toán là BCA. Ngoài cái BCA ra thì mình còn có TSNE và UMAP cho giảm chiều dữ liệu. Thì giảm chiều dữ liệu có hai cái nhiệm vụ chính mà ban của nó là giảm cái số lượng biến xuống, trong cái giảm cái số lượng biến mà trong cái data set của mình xuống để nó phù hợp với cái phân tích của mình, hoặc là nó gom những, nhưng mà lúc đó nó giảm thì nó cũng phải giữ lại những cái thông tin mà hữu ích cho mình nhiều nhất có thể để mình phân tích. Thì như vậy mình sẽ, cái data của mình sẽ được đơn giản hóa và nó giảm đi cái số lượng cái tài nguyên tính toán của mình, tức là chạy nó đỡ nặng máy đó. Rồi thì từ đó nó cũng tăng cái độ hiệu quả của cái mô hình máy học của mình lên, tại vì nó sẽ khi mà giảm xuống thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ bị overfit đi. Bây giờ em sẽ đi trực tiếp vào cái TSNE luôn. Thì ở đây mọi người thấy là TSNE tên đầy đủ của nó là nó có sử dụng cái T-distribution nè. Cái T-distribution này bài hôm thống kê em đã có nói sơ sơ qua rồi ha. Rồi cái stochastic này, thì cái này là một cái nó sẽ có dùng cái gradient descent để nó thực hiện trong cái này. Cái này chắc mọi người có thể coi thêm về cái môn machine learning của thầy có dạy cái phần này. Dạ. Về cơ bản á, mình có thể coi cái TSNE này nó thực hiện qua 9 bước để nó giảm từ một cái không gian nhiều chiều dữ liệu xuống một cái không gian ít chiều dữ liệu. Và mình có thể phân làm hai, tức là 9 bước thì mình hai bước chính đó là thực hiện ở trên cái không gian mà nhiều chiều dữ liệu. Rồi phần còn lại là nó sẽ thực hiện trên không gian ít chiều dữ liệu hơn. Thì đầu tiên nó sẽ tính cái độ tương đồng giữa các cái điểm dữ liệu của mình. Ở đây lưu ý là cái similarity distance đó, nó sẽ khác với cái distance bình thường, tức là cái khoảng cách và cái độ tương đồng nó sẽ khác nhau. Khi mà ví dụ như ở đây cái điểm màu đen này nè với cái điểm màu xanh, thì cái khoảng cách nó càng gần nhau, hai cái điểm nó càng gần nhau thì cái khoảng cách nó càng ngắn, nhưng mà ngược lại là cái độ tương đồng nó cao, tại vì nó phải tương đồng thì nó mới nằm ở trong một, nó gần nhau được. Dạ. Thì sau khi mà tính được cái độ tương đồng thì nó sẽ chuyển cái độ tương đồng đó thành cái probability. Rồi sau đó nó sẽ dựng lên một cái matrix, cái matrix tương đồng, cái ma trận tương đồng rồi cho tất cả các điểm luôn. Sau đó thì nó sẽ chuyển về cái chiều dữ liệu thấp, và là một cách ngẫu nhiên á, nó sẽ sắp xếp các cái điểm xuống một cái chiều dữ liệu thấp. Rồi nó tính cái khoảng cách, cái độ tương đồng, rồi nó cũng chuyển về cái probability, cái xác suất như ở trên. Rồi bước thứ bảy trở đi thì nó bắt đầu so thứ 8 trở đi thì nó bắt đầu so sánh giữa cái matrix ở cái chiều dữ liệu thấp và cái chiều dữ liệu cao. Rồi bắt đầu nó sẽ đi di chuyển những cái điểm làm sao cho nó còn nó phân thành cái cụm. Thì bây giờ em sẽ đi vô cái minh họa. Đầu tiên là nó tính cái độ tương đồng giữa các điểm, thì nó sẽ tính cho điểm gần nhau nhất, rồi dần 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 sẽ tính cái điểm xa nhất, rồi cuối cùng là tính được pairwise, tức là từng cặp một của tất cả các điểm ở trong một cái dữ liệu của mình. Sau đó nó sẽ chuyển cái độ tương đồng này nè thành cái probability. Thì cái probability này thì sẽ có cái sum cuối cùng của nó bằng một, tức là mỗi một cái điểm trong cái này á, thì nó sẽ có cái xác suất riêng, nhưng mà nó khi mình tổng cộng tổng cộng lại á, thì nó sẽ thành một. Và mình phải chuyển nó về cái probability á, tại vì
mỗi một điểm á, nó sẽ có cái similarity distance, cái độ tương đồng á, nó khác nhau khi mà mình so pairwise, nên là nếu mà mình để cái raw như vậy á, thì nó sẽ bị cái scale của nó sẽ khác nhau, thì mình so sánh nó sẽ không chính xác. Giống như cái bài hôm trước mình thấy là mình phải scale data trước thì mình mới thực hiện BCA hoặc là mình vẽ hình gì đó, thì cái này khi mà mình chuyển về á, mọi người thấy là ở đây cái similarity distance đó là 0.24, còn cái này ở cái điểm ở dưới này là 0.12, nhưng mà khi mà mình chuyển về cái probability á, theo cái không chuyển về cái normal distribution thôi, thì cái xác suất của nó đều là 0.82 nè, như nhau ha. Rồi khi mà mình đã tính được cái probability của cái xác suất của cái độ tương đồng rồi á, thì mình sẽ dựng cái ma trận lên, thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Bước thứ tư thì từ không gian nhiều chiều á, nó sẽ chuyển xuống không gian ít chiều dữ liệu. Nó một cách ngẫu nhiên thôi, thì nó các điểm này nó sẽ chuyển ngẫu nhiên xuống như thế này ha. Rồi sau khi chuyển ngẫu nhiên, do là ngẫu nhiên á, thì mỗi lần mà mọi người chạy thuật toán TSNI thì nó sẽ ra một cái kết quả nó hơi khác với nhau tí xíu, chứ nó không có giống nhau hoàn toàn như là BCA được. Rồi nó cũng sẽ trên cái chiều dữ liệu thấp này nè, nó cũng sẽ tính cái distance, cái similarity distance. Rồi nó cũng chuyển về cái dạng probability, nhưng mà ở đây á, nó không có phải là normal nữa mà là t-distribution. Tại vì á, nếu mà mình dùng cái normal distribution á, thì hai cái đuôi của nó sẽ thấp, tức là cái độ cái standard deviation á, nó thấp, thì cái độ phân tán nó cũng thấp theo, cái nó sẽ gom nhau nhiều hơn, thì cái khả năng cái tỷ lệ mà nó bị overlap nó sẽ rất là nó sẽ cao hơn, nên là mình sẽ dùng cái t-distribution, thì nó cũng gần giống như cái normal distribution thôi, nhưng mà cái đuôi nó cao hơn á, thì nó sẽ giảm được cái khả năng mà bị overlap đó, thì cũng như thế này ha. Rồi bây giờ mình đã có cái similarity theo cái t-distribution của cái chiều dữ liệu thấp, thì mình cũng build được một cái ma trận tương đồng. Thì từ từ những cái điểm này nè, mà mọi người thấy là bây giờ mình chuyển nó xuống thì nó rất là random, nó không có theo một cái cụm nè, thì người ta sẽ đi alo. Dạ thì người ta sẽ đi so sánh cái matrix thứ nhất với cái thứ hai với cái matrix thứ nhất. Cái matrix thứ nhất này, nhắc lại, này là cái ma trận tương đồng của chiều dữ liệu cao, còn high dimensional data đó, còn cái này là similarity matrix của cái chiều dữ liệu thấp. Thì mọi người thấy là nó cái bên cái ma trận S2 này nè, nó không có tuân theo cái distance giống như bên đây, do là bây giờ mình đang random giữa những cái điểm này, nên là nó sẽ cái nó không có tuân theo cái giống cái S1. Thì người ta sẽ cố gắng á, chuyển những cái điểm này làm sao mà cho nó từ cái dạng này nó đi về cái dạng này, thì dựa vào cái đó nó sẽ di chuyển những cái điểm trên đây, tại vì cái điểm ở trên này là cái probability của cái độ tương đồng. Nếu mà mình di chuyển cái độ tương đồng thì mình cũng đồng nghĩa mình di chuyển cái distance của nó, thì mà khi mình di chuyển distance thì nó sẽ đi về các phía khác nhau, thì cứ như vậy thì mỗi lần mà nó di chuyển á, thì nó sẽ di chuyển chỉ một điểm và di chuyển một lần rồi một lần rồi một lần, một nhích nhẹ như vậy, chứ không có phải là một cái là nó làm cả nguyên một cái trong thực toán, một cái là nó làm ra nguyên cái này đâu, mà nó nhích dần thì nó sẽ tạo cái vòng lặp trong đó, cho nên là thường thì nó sẽ rất là chạy hơi hơi lâu tí. Thì nó giống như bàn cờ vua vậy đó, thì cuối cùng nó sẽ ra được cái similarity matrix của cái S2 á, nó sẽ về cái dạng S1 như thế này, và từ hai chiều dữ liệu nó sẽ giảm còn một chiều dữ liệu, nhưng mà nó vẫn giữ được cái cluster riêng của nó như thế này. Cái TSNI chỉ tới đó thôi à, mọi người có hỏi hay là có góp ý gì không ạ? Không hiểu cái gì rồi, không hiểu từ số slide thứ 16, 17 không hiểu. 16 đây đúng không ta? Đúng rồi, nó di chuyển điểm sao tôi không hiểu, nó di chuyển sao. Thì bây giờ Thanh coi nè, là khi cái bước thứ tư đó là mình chiếu ngẫu nhiên xuống đúng không, thì nó không có tuân theo cái quy luật nào hết, nó mới tính cái similarity distance, tức là cái độ tương đồng á,
thì cái độ tương đồng nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái khoảng cách. Rồi cái bước này thì mình chuyển về cái probability thôi, thì như như cái bước số 3 hay số 2 gì đó nó không có quan trọng lắm, không 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 có, cái này không liên quan tới cái mà Thanh đang hỏi ha. Rồi nhưng mà cái chỗ này nè là nó sẽ build cái matrix dựa trên cái chỗ này. Rồi á thì từ đây, từ cái matrix này mình gọi là matrix S2 của cái chiều dữ liệu thấp á, nó sẽ di chuyển làm sao mà nó sẽ biến đổi những cái vị trí á, làm sao mà cho nó trở về cái ma trận thứ nhất này nè. Tại vì khi mà mình biến đổi, mình thay đổi cái vị trí của nó, thì tức là mình thay đổi cái probability, mà cái probability đó là tính từ cái distance. Ổn không ha? Còn cái thuật nó nói gì vậy? Còn cái thuật toán phía sau mà để nó di chuyển các điểm như thế nào thì ở đây em không có đề cập, tại vì nó hơi rắc rối. À, là cái những cái điểm này nó sẽ xếp vào, tức là những cái dấu dấu vuông đỏ đúng không? Những cái điểm này khi mà nó build thành cái S2 là nó sẽ xếp vào những cái ô vuông đỏ đúng không? Đúng rồi, nó sẽ xếp vào cái này nè, cái đỏ nhạt đó nha. Còn cái đỏ đậm này là độ tương đồng cao, tức là cái distance bằng không. À, rồi. Rồi, đại khái cũng sơ sơ. Đến nữa tôi coi lại. Rồi. Rồi, cảm ơn Thành. À, dạ, không biết có ai còn hỏi gì không ạ? Dạ, vậy nếu mà không có thì em xin đi tiếp phần UMAP luôn. Thì UMAP thì nó sẽ đỡ các cái bước hơn là bên TSNI, nhưng mà nó thực ra thì nó cũng rất khá là rắc rối trong đó. Thì đầu tiên nó sẽ tính cái cũng là độ tương đồng của trên cái chiều dữ liệu cao, rồi nó sẽ chuyển cái độ tương đồng này về cái symmetric score. Thì cái này tí nữa em sẽ nói thêm. Rồi nó sẽ tính cái khoảng cách ở cái độ tương đồng trên cái chiều dữ liệu thấp bằng spectral. Dạ, thì nó sẽ chuyển về cái spectral đó, thì hôm nay em sẽ không có nói, thì mọi người chỉ cần hình dung là nó sẽ chuyển từ nhiều chiều thành một chiều, thành ít chiều hơn. Rồi trong cái chiều đó nó sẽ tính cái khoảng cách riêng, rồi nó sẽ chuyển thành cái độ tương đồng. Dạ, thì cuối cùng đó, khi mà mình có cái độ tương đồng trên cái không gian ít chiều và cái symmetric này á, thì mình sẽ di chuyển những cái điểm. Rồi trước tiên á, là mình sẽ tính cái tổng độ tương đồng trong một cái cluster. Ví dụ như ở đây em xét cái cluster ABC, mọi người thấy là cái khoảng cách giữa ba điểm này nó gần nhau hơn so với khoảng cách từ nguyên ba điểm này đến nguyên ba cái điểm ở dưới màu vàng ở dưới này, nên là mình có thể coi ba cái điểm ABC này là một cái cluster ha. Rồi cái điểm tổng tổng độ tương đồng á, thì nó sẽ bằng log 2 của tổng số neighbor, là tính luôn cả cái điểm mà mình đang quan tâm. Ví dụ như em đang đứng ở điểm A thì em xem xét cái điểm B và điểm C, thì em sẽ tính luôn cái điểm A vô trong đó, thì nó sẽ thành 3. Thì rồi bây giờ mình sẽ có cái tổng điểm tương đồng là 1.6 ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển những cái điểm này lên một cái trục ảo mà cái khoảng cách của nó là dựa trên cái khoảng cách thực tế trên hai chiều của mình. Rồi thì điểm A tới điểm B ở đây là 0.5, điểm A tới điểm C ở đây là 2.4. Mình đang đứng ở trên điểm A, mình dòm thôi nha, mình nhìn thôi chứ mình chưa đề cập đến là đứng trên điểm B. Rồi thì ở đây mình sẽ có cái công thức tính cái độ tương đồng là như công thức này ha mọi người. Sẽ bằng cái raw distance này, trừ cho cái distance, cái khoảng cách của cái điểm gần nhất. Thì bây giờ em sẽ xét là điểm A đến điểm B, thì cái khoảng cách từ A tới B là 0.5, là raw distance là 0.5 nè. Rồi khoảng cách của điểm gần nhất điểm A cũng là điểm B luôn, thì distance từ A tới B cũng là 0.5, thì 0.5 trừ 0.5 bằng 0 rồi, cho nên là E mũ 0 thì nó sẽ bằng 1. Cho nên là cái chỗ này cái độ tương đồng của A đến B là bằng 1, tức là độ tương đồng cao. Rồi tương tự như vậy mình sẽ tính cho điểm C. Ở đây thì mình sẽ lấy là cái raw distance của A đến C là 2.4 nè, ở đây. Rồi mình trừ cho cái distance
của điểm A đến cái điểm gần nhất là 0.5 thì mình sẽ ra kết quả là 0.15. Rồi vậy là mình sẽ có một cái điểm tương đồng giữa A đến B là 1 và A đến C là 0.15 khi mà mình đang xét tọa độ cái vị trí đứng của mình là điểm A nha. Tuy nhiên á là hồi nãy mình mọi người nhớ là hồi nãy cái tổng tổng điểm tương đồng á là bằng 1.6, mà ở đây tổng điểm tương đồng của mình á của điểm A đến B và A đến C chỉ có là 1.15 thôi. Thì mình sẽ thay đổi cái công thức của mình để mình tính ra cho nó bằng với cái tổng điểm tương đồng trong cái cluster. Rồi mọi người thấy ở đây á, E là một hằng số nè. Khoảng cách ban đầu là một cái số nhất định rồi, khoảng cách đến cái điểm gần nhất cũng là một cái điểm nhé, một cái số nhất định rồi, mình không có thay đổi được, mình chỉ có thay đổi được cái sigma này thôi. Thì khi mà mình thay đổi sigma tăng lên là 3.5 ở đây thì cái độ tương đồng của cái tổng độ tương đồng của cái A đến B và A đến C nó sẽ tăng lên là 1.6. Vì khi đó là cái độ tương đồng giữa A và C nó tăng lên từ 0.15 thành là 0.6 ha. Rồi mình sẽ fix cái chỗ này ở đây cho cái cluster này. Rồi tương tự như vậy mình sẽ tính cho hồi nãy vậy ví dụ là điểm A đến B và A đến C, thì bây giờ mình sẽ tính từ B đến A và từ B đến C, rồi từ C đến B và từ C đến A. Tuy nhiên mọi người lưu ý là không phải là trong một cluster thì mình đứng ở vị trí nào thì khi mà mình pair wise với một cái vị trí khác là nó đều bằng nhau hết. Ví dụ như A B đến C là 0.6 nè, nhưng mà từ C đến B thì nó lại chỉ có một, là nó lại là một, tại vì điểm B á, khi mà mình đứng ở ở B á, thì điểm A là gần nhất, điểm C á, là xa xa hơn. Tuy nhiên khi mình đứng trên điểm C á, thì điểm B lại là gần nhất, nên là cái độ tương đồng giữa B và C nó là một. Đó, thì bây giờ mình lại có ba cái khoảng cách khác nhau đúng không? Thì bây giờ người ta sẽ tính theo cái công thức symmetric score này nè để người ta ra một cái mình tổng kết lại từ ba cái thành một cái, thì cuối cùng á mình sẽ có là cái similarity score như thế này. Rồi tương tự mình tính với cái cluster dạng ở dưới này ha. Rồi sau khi mà mình tính được cái symmetric score đó là bước 2, bước 3 là mình sẽ chuyển cái chiều không gian nhiều cái không gian nhiều chiều xuống không gian thấp chiều, ít chiều hơn bằng cái spectral. Thì ở đây em không có đề cập tới nó, mà mọi người chỉ hình dung là mình chuyển từ nhiều chiều xuống ít chiều thì cái khoảng cách từ A đến B đó, nó tăng lên là thành 2.1. Bây giờ là cái này là khoảng cách nha, chứ không phải là similarity, cái này là khoảng cách. Thì dựa vào cái công thức tính điểm cho cái chiều dữ liệu thấp như thế này á thì mình sẽ ra kết quả là 0.14 là cái similarity score của điểm A đến điểm B trong chiều dữ liệu thấp nha, trong chiều dữ liệu thấp. Thì mình gọi ở đây á, cái này cái số này mình sẽ gọi là neighbor score, tại vì A và B này mình đang biết nó là đang là trong một cái cluster, thì trong một xóm mà hai người gần nhau thì mình gọi là hàng xóm, cho nên mình gọi cái chỗ này, cái điểm này là neighbor score. Tương tự khi mà mình tính với cái điểm điểm B với điểm E này mọi người, thì bây giờ á, nãy là mình tính ở trong xóm rồi đúng không, thì bây giờ mình tính ở ngoài xóm là điểm B với điểm E này nè. Thì cái điểm B điểm E này sau khi mà spectral nó giảm chiều xuống á, thì mình sẽ còn là khoảng cách là 1.5 thôi. Thì 1.5 này mình cũng thế vô công thức, mình tính là 2.20 0.23. 0.23 này mình sẽ gọi là not neighbor score, tại vì hai người này không có chung xóm nên không phải là hàng xóm. Đúng rồi, không có chung một xóm nên không thể nào gọi là hàng xóm được, nên là mình sẽ gọi là not neighbor score. Rồi thì mọi người thấy ở đây cái khoảng cách từ B đến A nó đang xa hơn là từ B đến E nè. Thì á, trong cái thuật toán nó sẽ di chuyển cái điểm B này làm sao mà cái neighbor score là cái này nè, nó đang là 0.14, là mọi người thấy là nó thấp hơn 0.23 đúng không, thì nó sẽ di chuyển làm sao mà cho cái neighbor score nó tăng lên còn cái not neighbor score nó giảm xuống. Thì đồng nghĩa với việc là điểm B này phải di chuyển qua bên phải đúng không, thì nó càng gần điểm A thì cái neighbor score nó càng tăng lên,
Còn nó càng xa điểm E thì cái điểm North Neighbor Score nó sẽ giảm xuống. Thì nó cứ việc di chuyển như vậy. Nhưng mà có một cái vấn đề là nếu mà điểm B này nó cứ di chuyển mãi về phía bên phải thì nó có một lúc nào đó nó sẽ đi qua khỏi điểm A. Và nó cần đi nữa thì nó càng đi nó càng xa điểm A, thì cái Neighbor Score lẫn cái North Neighbor Score nó đều giảm xuống. Cho nên là người ta sử dụng cái gradient descent, thì cái này nó hơi phức tạp tí nên là mọi người chỉ cần hình dung đó là người ta sẽ dựa trên điểm Neighbor Score và North Neighbor Score này nè để người ta tính ra một cái cost, cái này gọi mình gọi là cost function. Thì khi mà cái điểm Neighbor Score càng tăng và cái North Neighbor Score nó càng giảm á, thì cái cost function này á, nó càng giảm xuống. Nếu như mà cái điểm B này nó đi qua khỏi cái điểm A, tức là cái Neighbor Score nó giảm, đúng không? Thì cái cost function này nó lại tăng lên, thì từ đây nó đang giảm xuống. Nếu mà nó đi qua điểm A thì nó lại tăng lên như ở đây. Đó. Thì cái trong cái cost function này người ta sẽ tính toán làm sao mà cho cái trục y này nè nó đạt cái giá trị minimum, giá trị nhỏ nhất, thì lúc đó cái điểm B nó sẽ đứng lại ở đó, nó không có di chuyển nữa. Đó thì nó cứ cứ vậy cho điểm B rồi cho điểm A rồi điểm C rồi điểm F vân vân vân, thì cuối cùng là mình sẽ cluster lại từ nhiều chiều xuống còn một chiều, và các cái chiều nó sẽ phân cụm nhau ra ở các cái điểm nó sẽ phân cụm nhau ra trên cái không gian ít chiều hơn. Em nghĩ là cái này nó hơi phức tạp nên là mọi người nói chung là mọi người hình dung là các cái bước của nó của TSNI với lại UMAP á, nó đều khá là tương đồng với nhau. Đầu tiên á, là tính độ tương đồng trên chiều dữ liệu cao, sau đó sẽ chuyển đổi cái độ tương đồng nó thành một cái điểm, một cái số nào đó. Đối với TSNI nó sẽ là probability theo cái normal distribution, còn đối với UMAP thì nó sẽ là cái symmetric score. Sau đó người ta sẽ để cái đó qua một bên, người ta chuyển cái không gian nhiều chiều đó thành không gian thấp chiều, và dựa trên cái khoảng cách trong không gian thấp chiều và cái điểm số mà hồi nãy mình vừa tính ra đó, mình so sánh với nhau rồi mình sẽ dựa vào thuật toán để mình di chuyển các điểm làm sao mà cho nó gom lại thành một cái cụm trên cái chiều dữ liệu thấp. Dạ. Rồi. Đây là cái hình mà khi mà mình áp dụng những cái thuật toán giảm chiều đó lên cái data chim cánh cụt của mình, thì đối với ở đây á, nếu mà vẽ scatter plot cho hai chiều dữ liệu á, thì mình chỉ vẽ được cái body mass và cái flipper length thôi. Còn đối với nếu mà dùng PCA, TSNI và UMAP thì mình sẽ vẽ được tất cả các cái bốn cái biến của nó luôn, nhưng mà mình có thể visualize lên scatter plot được. Thì mọi người thấy là cái ở đây mình đã phân cụm được ra này ha. Cái TSNI và cái UMAP nó còn phân cụm tốt hơn cả cái PCA nữa. Tại vì á, cái PCA này á, là nó sẽ chuyên cho cái linear, nó là một cái phương pháp linear, tức là nó tuyến tính. Còn TSNI và UMAP nó tạo ra với cái mục đích là cho được sử dụng luôn, có thể dùng luôn cho cả phi tuyến tính. Đó, cho nên là cái giá trị của TSNI và UMAP nó nằm phần nhiều ở cái phần visualize hơn là cái phần ý nghĩa toán học như PCA. Rồi, đó thì cái đó cũng là điểm mạnh của cái PCA ha. Nhưng mà cái PCA thì nó tạo ra là do là nó là tuyến tính mà, nên là điểm yếu của nó là không có tốt, không có bắt được những cái thông tin của phi tuyến tính. Cái TSNI thì nó có điểm mạnh là nó sẽ giữ được cái mối quan hệ ở trong cái cluster, tức là các điểm có cái độ tương đồng cao thì nó sẽ co nhau nhiều hơn. Rồi, cái UMAP thì nó ngược lại là nó sẽ giữ được cái mối quan hệ giữa các cái cluster với nhau à, và nó sử dụng tốt đối với chiều dữ liệu thấp. Nếu mà chiều dữ liệu nếu mà cái dữ liệu mà nó có ít chiều á, thì cái UMAP này nó thực ra này nó cũng không tốt hơn cái TSNI bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà nhiều chiều á thì TSNI nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, tại vì mọi người thấy là hồi nãy nó phải random nó bỏ những cái điểm lên trên cái chiều dữ liệu thấp, xong rồi nó cứ nhích từng điểm một tí thì nó rất là lâu. Còn cái bảng dưới này là cái summary lại những cái function mà giảm chiều ở trong R thôi. Ở đây là cái link em tham khảo trên những cái trang YouTube này. Rồi ở đây là cái bài tập về nhà của mình. Cơ bản là mình cũng sử dụng cái data methylation COVID như 2 tuần trước mình có làm á. Mình giảm chiều dữ liệu bằng PCA này, bằng TSNI và bằng UMAP, rồi mình visualize nó bằng thành cái scatter plot thôi. Phần giới thiệu về 2 cái phương pháp giảm chiều của em tới đây là hết rồi. Mọi người có câu hỏi nào không ạ? Có ai hỏi gì không mọi người?
Dạ, Thiên ơi chiếu cho tôi lại cái slide tính Label Score đi Thiên. Đây đúng không ha? Đúng rồi, bác Thiên ơi tức là tại cái chỗ mà tính Label Score là những cái data point mà nó chọn cái thuật toán nó sẽ tự động chọn cho mình một những cái data point trên một cái cluster bất kỳ đúng không, chứ đâu nhất thiết là ủa chứ cái đó mình không tự xét được đúng không? À, khi mà nó tính đó, thì nó tính ngẫu nhiên cho tất cả luôn, nó sẽ chọn ngẫu nhiên ban đầu, nhưng mà rồi nó sẽ tính cho tất cả chứ không phải là nó chỉ tính cho một điểm hết thôi. Ồ, À. điểm vậy thì ông thấy là trong trường hợp mà sử dụng một cái data nhiều chiều quá, ông chiếu lại cái line summary đi bác Hiệp. Trong một cái trường hợp mà sử dụng cái data nhiều chiều quá thì cái TSNE nó tốt hơn nhưng mà nó mất nhiều thời gian hơn, còn cái UMAP thì nó không có phù hợp lắm cho cái data nhiều chiều nhưng mà nó đỡ tốn thời gian hơn. Vậy thì hai cái này khi mà mình sử dụng trong một cái đối với một cái data nhiều chiều á thì ông nghĩ cái nào nó ưu thế hơn bất kỳ? Theo tôi thấy thì cái nào nó cũng sẽ có cái mặt mặt yếu và mặt tốt nó, nên là mình không có nói là khi mà data nhiều chiều là mình dùng phương pháp nào, tại vì ở trong một cái data nhiều chiều á, nó không phải là một biến, là nó một ví dụ như là cái gen thứ nhất nó biểu hiện là chỉ nó biểu hiện thôi, mà nó còn liên kết đến những cái gen khác nữa, nó đồng biểu hiện, nên là mình chỉ thấy được cái biểu hiện của một gen, tại vì mình phân tích mình chạy ra một gen thôi, nhưng mà cái data ẩn phía sau nó, cái ý nghĩa ẩn phía sau nó mình không thể thấy được, nên là tôi nghĩ là nên áp dụng tất cả các phương pháp giảm chiều này để mình visualize đó, thì nó sẽ rồi mình dựa trên cái đó mình điều chỉnh những cái parameter ở trong đó nữa, nó là một cái quá trình rất là phức tạp, nên là mình không có nói là cái nào tốt hơn cái nào được, nó phụ thuộc tức vào tức là từng loại data nữa. tức là nếu mà trong trường hợp mà mình sử dụng cái data single cell á, nếu mà mình chấp nhận được cái ưu điểm ưu lộn cái khuyết điểm của TSNE hoặc là khuyết điểm của UMAP thì hai cái output nó cho ra đều đều như nhau đúng không, hai cái này nè. Cái output cho ra thì nó sẽ khác nhau tương đối như thành, tại vì cái cách tính của nó khác nhau, và cái TSNE nó cũng nó còn random nữa, nó còn ngẫu nhiên nữa, nó ngẫu nhiên cái bước mà nó giảm từ nhiều chiều xuống ít chiều á, cho nên là mình không thể nói là nó giống nhau, cũng không thể nói là nó khác nhau nhiều nữa. Ở ở đây có cái link nè, ở đây có cái link so sánh nè, tại sao cái global structure á, là nói về cái UMAP đó, là nó quan trọng, thì ông có thể mọi người có thể coi cái link này để nó giải thích. Trong này em thấy khá là hay. Cảm ơn bác Hiền, cảm ơn. Dạ cảm ơn Duy Thành. Không biết mọi người có hỏi thêm gì không ạ? Dạ không có hỏi thì em cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Dạ, chắc là tới phần của Đạt trình bày. Rồi em xếp lại đi em xếp lại rồi. Đạt ơi, em giúp tôi tóm tắt lại mấy cái cần thiết ở trong R để sử dụng trong single cell của mình đi Đạt ha. Dạ thì em sẽ đầu tiên em sẽ giải thích về cái object của cái xe branch để từ cả cái object của xe branch, và em sẽ giải thích về cái giới thiệu về cái bioconductor và cái cách để đeo lát cái phát triển từ cái bioconductor, và cách để mà mình import cái xe cái object từ cái xe branch vô cái UR, và giới thiệu sơ lược về cái Select Object là cái những cái cách để mà mình lưu giữ lại cái data của mình, là những cái cơ bản mà để mình sẽ xử lý trước khi mà mình vô phân tích. Thì đầu tiên em giới thiệu về cái pipeline của SageRanger. Thì ví dụ ở đây mình có hai cái mẫu mô, một là mẫu local, mẫu normal, và một cái mẫu là nó là kiểu kiểu mình quan tâm là ví dụ như là ung thư hay gì đó.
thì đầu tiên mình sẽ đưa lên cái một cái tấm Chromium. Ở trong mỗi cái tấm này nó sẽ có những cái trang web, và mỗi cái trang web nó sẽ chứa một cái tế bào. Thì sau đó thì mình sẽ lấy cái ổ này của nó ra, sau đó mình sẽ chuyển nó về cái cDNA tạo cái thư viện, và sau đó mình giải trình tự. Thì cái dữ liệu từ cái việc giải trình tự đó nó sẽ được tổng hợp thành cái file BCL, và sau đó nó sẽ có những cái tool mà nó bên cái tool gọi là SageRancher do cái bên công ty TNS họ làm và họ phát triển. Thì mình sử dụng cái SageRancher MathFastQ để mình chuyển từ cái file BCL này thành cái file FastQ mà mình thường gặp. Sau đó thì từ cái file FastQ này mình mới sử dụng cái SageRancher cao để mình xử lý. Nó sẽ làm cái nó có, họ có một cái pipeline rất là dài, và nó là sẽ xử lý và nó sẽ trả về cho mình những cái output. Thì mình có thể sử dụng cái SageRancher array này để mình gộp lại, hoặc là mình cũng có thể là mình đưa vô cái lớp file, cái trình duyệt lớp browser của họ, để lớp browser của họ, hoặc là mình có thể đưa lên cái error để mình error hay những cái ngôn ngữ lập trình khác để mình phân tích và sự xử lý. Thì ở đây khi mà mình đưa vô cái SageRancher cao thì nó sẽ trả về cho mình những cái output. Thì ở đây chính là cái tóm tắt những cái output mà họ trả về. Thì ở đây nó sẽ là cái web summary, nó tổng hợp những cái thông tin mà sau khi mà của cái file mình, sau khi mình đã xử lý xong, và một và những cái thông tin tóm tắt khác. Và file BAM là sau khi mà mình alignment lên cái reference của mình thì nó sẽ trả về cho cái file BAM, và sau đó thì nó sẽ đưa vô, nó đếm và nó trả về cho mình vào cái file filter feature Falcon Magic. Thì cái file để mà mình, khi mà mình đưa lên xử lý vô error thì mình sẽ quan tâm nhiều tới cái file này hơn. Thì họ sẽ gửi cho mình hai loại file, một là cái folder nó sẽ chứa ba cái file, một cái file file feature, một cái file backcode và một cái file magic. Và ngoài ra thì họ sẽ gửi thêm một cái file định dạng .h5 của bên Python. Thì nó sẽ cái file .h5 thì nó có lợi ích là nó nhẹ hơn so với lại cái ba cái file kia. Trước khi đi vô thì em sẽ giới thiệu trước cái bài Open Connector. Thì cái bài Open Connector nó là cái free open source nó ở này, ở cái bài Open Connector này thì họ phát triển những cái software để phân tích dữ liệu, và họ cũng đưa ở đây họ cũng có những cái bên cạnh những cái software để phân tích dữ liệu thì họ cũng có những cái database screen để mà hỗ trợ phân tích. Thì ở đây là những cái database screen của họ, ví dụ như là cái HSDB này nó sẽ chứa những cái gene annotation và những cái thông tin về genome sequence của chuột của người. Thì đầu tiên là cách nên làm thế nào để mà mình download một cái làm thế nào để mà mình download một cái cái kẹt từ cái bioconduct. Thì ở đây là cái giao diện của bioconduct, ở đây là cái bioconduct, thì ở đây chính là cái giao diện của bioconduct. Thì để mà mình muốn đào cái bát kẹt đó thì mình có thể search cái thông tin của cái bát kẹt đó ở trên đây. Ví dụ như là ở đây em sẽ search ở cái rock đầu tiên. Thì ở đây là mình khi mà mình click vô thì mình có thấy là nó sẽ có những cái thông tin sơ lược về cái packet này, và nó ở họ cũng sẽ có cái hướng dẫn để mà download. Thì ở cái hai cái dòng này á, thì nó chỉ là nó check xem coi là mình có download cái bio manager chưa, nếu chưa thì nó sẽ install cái bio manager cho mình. Thì cái câu lệnh mà để download thì nó rất là đơn giản. Thì đại loại là ở đây á, mình sẽ sử dụng một cái tool là một cái function install nó có trong cái packet bio manager để mình, thì mình chỉ cần gọi cái function này ra và nhét cái tên packet mình muốn vào thì nó sẽ download cái packet này về cho mình.
Ngoài ra thì ở những cái bucket ở trong cái Vulcan thì họ cũng có những cái thông tin hướng dẫn giải thích khá chi tiết về cái bucket đó, mình có thể tham khảo thêm ở ở trong này, ở đây khi mình click vô ví dụ ở đây cái bucket problem tiêu thì mọi người thấy họ nó được xây dựng cái bài bản rồi, có rất là nhiều thông tin và ví dụ để mình tham khảo. Thì em sẽ quay lại. Thì em sẽ quay lại cái mà mình sẽ đọc vô đọc cái kết quả của trên cái kết quả của cái Save Ranger vào cái thì như hồi nãy em giới thiệu có cái group detail, thì ở trong cái group detail này thì họ có cái function là written scale, thì nó có thể là nó có thể được sử dụng để mà đọc cái file filter BC Magic. Thì mình chỉ cần nhập cái đường link này vào và mình đưa cái đường dẫn từ cái mình đưa cái đường dẫn cái từ tới cái file cái folder chứa ba cái file đó, thì cái mình sẽ đọc được và cái kết quả thì nó sẽ trả về cho mình là một cái single cell agreement object. Bên cạnh cái gốc liệu thiên này thì nó sẽ còn có cái packet của Silrat. Họ cũng cung cấp những cái function để đọc cái file folder. Bên cạnh đó thì họ cũng cung cấp được cái function để có thể đọc cái file H5. Thì nó khác với lại cái bên kia là ở đây khi mà họ đọc cái file đó thì nó kết quả nó trả về là cái file margin, trong đó nó chứa những cái trong đó những cái column nó sẽ là những cái nó sẽ là những cái barcode và những cái cột nó sẽ là những cái gen. Thì mình có thể tạo cái Silrat object bằng cách là mình sử dụng cái lệnh Silrat object để mình tạo thành cái để mình sử dụng cái lệnh create Silrat object. Thì cái mình có thì về cái Silrat object đó, thì mình có thể sử dụng cái SDK để mà mình view cái có cái cấu trúc dữ liệu của cái object này. Thì từ đó nhìn vô cái có chút dữ liệu này mình có thể dễ dàng mà mình xác cái thông tin mong muốn như bên cạnh thì trong cái Silrat object thì nó sẽ có cái người ta thường quan tâm tới cái metadata, nó sẽ chứa thông tin là những cái nó sẽ chứa thông tin của từng cái cell. Ở đây thì nó sẽ bao gồm là cái tên của chiếc mình đặt cho đó, cái số dư may cao trong cái cell và cái số gen mà họ là cái số gen detect được. Thì ở đây là một số cái packet mà bên Silrat họ có cung cấp như là function merge, mình có thể merge hai Silrat object với nhau. Ở đây là một cái số mình có thể add vô cái Silrat object là. Thì cái phần này thì về sau thì anh với mấy thầy sẽ chỉ chi tiết hơn, em sẽ chỉ đi qua. Thì Silrat object họ cũng sẽ đưa ra cho mình những cái function để mà mình visualize và để mình giảm chiều dữ liệu và mình clustering. Giảm chiều dữ liệu và clustering để mình vẽ cái UMAP và cái TSND như hồi nãy anh Hiên có chị. Thì phần cuối thì em sẽ nói về cái cách để mà mình lưu sau khi mà mình xử lý dữ liệu xong thì mình sẽ cần phải lưu trữ cái dữ liệu đó về. Thì mình sẽ có thể sử dụng một cái function set của error. Mình nhập mà ở đây thì mình sẽ nhập những cái dữ liệu mà mình muốn xét lại và sau đó mình dẫn tới cái tên file thì thường thì sẽ khi mà mình xét dữ liệu O thì nó sẽ có ba cái dữ liệu phổ biến là O data, cái dữ liệu chấm ODS và cái O cái chữ ODS tiếp qua. Thì thường cái O data thường thì nó sẽ lớn, nó sẽ nặng hơn, nó chứa nhiều thông tin và nó sẽ nặng hơn hai cái dữ liệu kia. Còn tuy nhiên thì khi mà làm việc với dữ liệu lớn thì mình sẽ muốn có những cái nào mà nó nhẹ hơn, và cái ODS thì nó cũng tương tự như cái ODS cái thường nhưng mà nó là cái của các version mới và nó có những cái mới. Thì khi mà mình load những cái dữ liệu này vào thì đối với cái ODS viết thường và cái ODS mình có thể sử dụng
function log để mình log cái dữ liệu mà mình xét. Còn đối với cái RDS thì mình sử dụng cái lệnh RIP RDS. Thì em chỉ tóm tắt những cái cơ bản để mà mình làm khi mà mình vô mình có thể đọc và lưu lại cái dữ liệu thôi. Còn về cái phân tích thì sẽ đi chi tiết từ từ xong. Phần của em xong. Hỏi gì rồi? Chị em hỏi cái là ở mấy cái function á, ở trong cái packet mà của bên single cell á, là nó chỉnh là mình nó chỉnh tin được, mình có thể chỉnh tin được không, hay là nó chỉ là cho mình cái hình thôi dựa trên cái data chứ mình không có chỉnh sâu vô được, hoặc là mình phải lấy data mình vẽ bên error thì nó mới ổn. Chị em hỏi câu đó. Có nghĩa là mình chỉ cần một cái function này là mình vẽ được luôn cái hình này, hay là mình muốn chỉnh tin nó được không đẹp? Mình sẽ có nhiều cái option để mình chỉnh sửa ở chỗ. À là nó cho mình chỉnh sâu vô luôn này, như là tên rồi chục x chục y rồi luôn đúng không? Đẹp. Scale yeah. Lại. À dạ. Yeah. À, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Có ai hỏi gì nữa không mọi người? Thì cái bài này chỉ giới thiệu là cái R á, mình sẽ học áp dụng vô trong ở dưới nó như vậy đó mọi người ha. Thì mình sẽ sử dụng cái by conductor đúng không ha? Rồi xong xuôi mình còn sử dụng cái cell ranger để mình mapping alignment này kia nữa đó. Cái này chỉ là overview thôi mọi người, đừng có lo lắng là mình không có biết mấy command line đó, từ từ mình sẽ được học ở dưới. Ở đây chỉ muốn giống như mình học R xong rồi đúng không, nó sẽ giúp cho mình sử dụng như thế nào ở trong cái phân tích dữ liệu. Thì đây là cho mọi người thấy một cái overview thôi ha. Mấy mốt đó, thì bạn Quyền ở đây sẽ đi cụ thể đó vào từng cái ha, bởi vì đừng có lo lắng quá. Rồi, không ai hỏi gì nữa thì mình thi cử ha. Được không mọi người? Học không thi thì bảo đảm không biết đâu, bởi vì là phải thi cử rồi ha. Rồi, xem màn hình.